Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, bất động sản đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Theo ông Hà, quy luật của thị trường bất động sản sẽ đi theo chu kỳ, tức là có lúc lên, có lúc xuống, sự lên nhanh hay chậm phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế của mỗi quốc gia. Theo nghiên cứu, chu kỳ của thị trường bất động sản Việt Nam là khoảng 10 năm, giai đoạn đỉnh cao của thị trường là năm 2018. Kể từ năm 2019, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu đi chậm lại. Đồng thời, bước sang năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện càng làm thị trường sụt giảm mạnh. Ông Hà nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam sụt giảm liên tiếp trong 3 quý đầu năm 2021. Bước sang quý 4, giai đoạn bình thường mới, thị trường địa ốc được kỳ vọng đi ngang nhưng vẫn sẽ thấp hơn so với các năm trước, trong khi những năm khác thị trường sẽ có quy luật tăng dần, khó khăn trong quý 1 và tăng trưởng tốt trong quý 4. Cũng theo ông Hà, thị trường bất động sản đang phải chịu tác động kép mạnh từ tính chu kỳ và chính sách giãn cách. Vì dịch bệnh nên các dự án mới mở với số lượng rất thấp, dẫn tới nguồn cung bị sụt giảm. Đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các công trình xây dựng bị tạm dừng dẫn tới không có hàng để mở bán. Số lượng các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng, đội ngũ nhân viên môi giới bất động sản gặp nhiều khó khăn hầu như 80% môi giới phải dừng, tạm dừng hoặc hoạt động cầm chừng và chuyển sang giai đoạn hoạt động trực tuyến là chính. Người mua nhà lại không thể trực tiếp đi xem. Đây là khó khăn lớn đối với thị trường. Dù khó khăn, song ông Hà đánh giá, thị trường địa ốc vẫn còn nhiều tiềm năng như nhà ở dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp còn thiếu. Trong khi đó, các dự án condotel, du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều cơ hội để phát triển. Ngoài ra, ông Hà cũng đồng tình với giải pháp của Bộ Xây dựng đó là có gói tín dụng lớn dành cho nhà ở công nhân, người lao động. Phân khúc này sôi động chắc chắn sẽ kéo theo các phân khúc khác. Từ đầu năm 2021, cả nước liên tục đón những thông tin quy hoạch, điển hình như quy hoạch lên thành phố, quy hoạch phân khu đô thị ven sông Hồng, quy hoạch sân bay. Lợi dụng điều đó, giới đầu tư môi giới bất động sản lại có dịp tạo cơn sốt đất ảo. Các nhà phân tích cho biết, về bản chất thông tin quy hoạch các thành phố vệ tinh hay quy hoạch mở rộng đô thị của Hà Nội không mới vì đã được thể hiện trong đồ án quy hoạch thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt để tạo ra những trung tâm tài chính, trung tâm công nghệ, thành phố thông minh ở phía bên kia sông Hồng nhằm thu hút các hoạt động từ lõi trung tâm đô thị lịch sử hiện nay như Hoàn Kiếm, Ba Đình để giảm tải áp lực hạ tầng cho nội đô. Đồng thời cũng tạo ra những tính năng mới để trẻ hóa khu đô thị theo hướng chuyên nghiệp hơn bởi những vùng ven đô mới còn dư địa về đất đai để phát triển, còn trong nội đô thì hiện đã quá tải. Do đó, những thông tin gần đây thực ra chỉ là hoạt động nhắc lại kế hoạch của chính quyền Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trước đó khi có thông tin quy hoạch thì thị trường bất động sản các vùng như Thạch Thất, Mê Linh đã sốt nóng và tăng giá rất mạnh nhưng sau đó lại vụt tắt rớt giá và thậm chí là âm giá liên quan tới việc lợi dụng thông tin quy hoạch tạo sốt các chuyên gia đã lấy hai ví dụ đơn cử là khu vực hoài đức hà nội đã từng bùng lên sốt đất khi thông tin lên quận, nhưng cuối cùng chỉ loanh quanh mấy khu dân cư nhỏ chứ chưa tạo ra được khu vực có giá trị sống cao theo đúng nghĩa của thành phố hiện đại thông minh. Hay tại Mê Linh, chỉ có ít khu đất đã san nền cấy thêm vài con đường nhỏ, không có sự sống nên giá trị bất động sản, giá giao dịch sẽ bị tụt xuống. Những nhà đầu tư khi xuống tiền mua bất động sản ở những khu vực này trước đó đều muốn có lãi, sản phẩm thanh khoản tốt nhưng cuối cùng không thanh khoản được tìm cách cắt lỗ nên lâm vào tình cảnh khá thê thảm. Vì thế, khi có thông tin liên quan đến quy hoạch ở những khu vực này sẽ có một số đối tượng lợi dụng để kích sóng, nhằm tạo ra sóng mới khi bản chất là những thông tin cũ. Và chỉ có những nhà đầu tư lẻ tẻ, thiếu chuyên nghiệp chưa bị va vấp mới bị dính vào những cái bẫy này. Theo một số môi giới bất động sản, dịch Covid-19 kéo dài khiến người thuê trả mặt bằng hàng loạt Hiện nay, giá thuê mặt bằng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang chạm đáy nhưng vẫn rất khó để tìm được người thuê vào lúc này. Khảo sát cho thấy, mặt bằng cho thuê tại thành phố Nha Trang được chia làm 3 khu vực chính. Trong đó, khu phố Tây Nha Trang gồm các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Biệt Thự, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai là điểm tập trung hàng trăm khách sạn, quán bar, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Nơi đây chuyên phục vụ khách du lịch nên có giá thuê cao nhất từ 800.000 đến 2 triệu đồng một mét vuông. Tiếp theo là khu vực tiếp giáp phố Tây gồm một phần các đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Thánh Tôn. Khu vực này chủ yếu tập trung các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng có giá thuê từ 50 đến 100 triệu đồng một căn, rộng chừng 60 đến 150 mét vuông. Cuối cùng là các khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang, gồm các tuyến đường chính trong nội đô thành phố. Những nơi này có giá thấp hơn hai khu vực nói trên, được các doanh nghiệp thuê để mở cửa hàng, showroom, trụ sở ngân hàng, nhà hàng ăn uống. Theo một số chủ mặt bằng, do dịch Covid-19, khách quốc tế không đến nghỉ dưỡng nên ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Đặc biệt là khu phố Tây Nha Trang, nơi tập trung gần như toàn bộ khách quốc tế của địa phương này khi chưa có dịch, các môi giới cho biết Lúc trước, để có mặt bằng đẹp chào mời khách phải lùng tìm rất vất vả và cạnh tranh khốc liệt với đồng nghiệp. Thế nhưng cả năm nay thì ngược lại, mặt bằng rất nhiều, giá cả kiểu gì cũng có, thời gian thuê muốn bao nhiêu cũng đáp ứng nhưng lại kiếm không ra khách thuê. Giá thuê mặt bằng ở Nha Trang đã giảm đến mức rất thấp so với thời điểm trước dịch đã hạ từ 50 đến 70%. Khu phố Tây trước đây có giá 150 triệu một mặt bằng thì nay chỉ còn 50 triệu. Khu vực lân cận giá giảm hơn rất nhiều, chỉ còn chừng 30% giá trị so với lúc trước.